Rồi quý vị ơi, hôm nay là 8 tây tháng 5 nha quý vị. Thứ bảy nha quý vị. Ba cái khói nó ngợp hảo quá bị ha. Nói chuyện không nổi luôn á với ba khói à. Rồi cái đầu tiên hôm nay bán là bonsai 193 nha quý vị. Một cây sam hương 650k bao ship toàn quốc nha. Cái này quay cho anh Tầm Du. Ghi chỉ Tầm Du coi. Rồi anh Tầm Du này Long An nha. Rồi anh Tầm Du vô coi nha, đây là chai trà xanh công độ nha. Ô Long á mà tôi kêu quen trà xanh công độ, cái cây của nó vậy nha anh Tầm Du. Cái dáng của nó bài vậy ha, cái cây này 650 nha. Anh có được thì tùy điện tôi kêu một cu bi nó đóng thùng gửi anh ha. Còn không được thì tôi bán người khác nha, chứ không có gì hết nha. Cái dáng nó bay như vậy nè. Đó, cái thân nó vậy đó. Ha. Chút nữa tôi quay cái mặt sau cho anh coi, đây là mặt tiền của nó nha. Đó, cây này rất là đẹp nha. Bút lông nè, cái chai ô long nè. Đó, mấy cái cây này cũng hiếm lắm nha anh. Nguyên lô tôi bứng mấy chục cây luôn rồi, chỉ có một cây này coi được à. Đó. Rồi 650 nha, bao ship luôn ha. Tôi quay mặt sau nha, trên tôi quay xuống nè. Cây này là tôi bớt chất trồng ra nha anh Tầm Du. Bớt chất trồng ra nha, chứ không có để chất trồng gì mà giao được nha. Tại cái bầu này nó bự dữ lắm nha. Đây là mặt sau của nó đây nè. Đó. Có chân cành nữa trơn ha. Đó. Vậy. Rồi 650 ngàn nha. Đó. Có được thì tôi kêu thằng Bi nó dở cho anh nha. Còn không được thì tôi bán người khác. Rồi để tôi quay cái mặt tiền lại cho anh coi ha. Chán nó bye bye vậy đó. Cho anh thân lắc lượng luôn nha. Rồi dán nó vậy đó, cây chai ô long nè. Đó. Nữa không, mình không chơi cao thì mình chém lùng xuống luôn, chém xuống tới dưới này cái lấy ra cái cây bay, có cái ngọn này rất là đẹp. Rồi kết thúc nha anh.